Chào các bạn. Hôm nay nhà thuốc Thái Dương xin giới thiệu cái sản phẩm là viên giải rượu. Viên giải rượu này có công dụng là hỗ trợ tăng cường chuyển hóa và thải trừ aldehin, hỗ trợ giảm cảm giác say rượu, giúp người say rượu nhanh trở về tình trạng bình thường, bảo vệ tế bào gan và tế bào thần kinh trước tác hại của rượu bia. Cách sử dụng đấy là chúng ta sẽ uống 2 viên trước khi uống rượu tầm khoảng 30 phút trở lên và 2 viên sau khi uống rượu về. Tùy thuộc vào cái lượng rượu uống vào và trọng lượng cơ thể, và có thể uống thêm 2 viên nữa nếu cần thiết. Trong cái trường hợp mà mình đi uống rượu nhiều hoặc là cơ thể có cân nặng cao ấy, thì uống thêm 2 viên nữa. Còn thông thường thì sẽ uống 4 viên, bao gồm là 2 viên trước khi uống rượu và 2 viên sau khi uống rượu về. Đối tượng sử dụng là người lớn uống nhiều rượu bia, say rượu, gây đau đầu khó chịu, buồn nôn và nôn. Sản phẩm có được bán tại nhà thuốc Thái Dương. Các bạn có thể mua hàng trực tiếp tại nhà thuốc hoặc để lại tên, số điện thoại. Nhà thuốc sẽ liên hệ với các bạn. Số điện thoại đặt hàng là 0945 091489. Cảm ơn các bạn đã theo dõi các video của nhà thuốc. Xin chào và hẹn gặp lại.